Cô gái khiến người đi đường phải chú ý vì chiếc váy thủng gây hoang mang. Xu hướng thời trang đường phố là chủ đề hấp dẫn, nhận được sự quan tâm của nhiều người. Phái đẹp ngày càng táo bạo với cách lên đổ xuống phố, hình minh họa. Thời trang đường phố của phái đẹp là một phạm trù rộng lớn khi được người mặc lăng xê rất nhiều mốt khác nhau. Có những phong cách thanh lịch, nhẹ nhàng, có những phong cách sexy, độc lạ, tất cả tạo nên sắc màu thời trang đường phố ấn tượng. Thế nhưng, phong cách thời trang quyến rũ được các cô gái trẻ lăng xê luôn tạo nên sức hút đa chiều. Có trang phục tôn dáng, gợi cảm chừng mực, nhưng có những trang phục sexy quá mức. Vì thế, nhiều cô gái vô danh bỗng nổi tiếng vì trang phục xuống phố ít người dám thử. Thậm chí, nhiều cô gái trẻ để có những hình ảnh câu like trên mạng xã hội đã diện những trang phục mặc như không. Hành động này có thể khiến các cô gái rước họa vào thân, trở thành nạn nhân bị quấy rối nơi đông người, hoặc bị chụp hình sử dụng vào những mục đích xấu. Nhiều người thường đánh tráo khái niệm gợi cảm trong thời trang để bảo vệ cho quan điểm, hành động của họ, bởi không có khái niệm hay một tiêu chí cụ thể nào để nhận diện phong cách gợi cảm. Thế nhưng, với những trang phục mặc khi đến nơi công cộng đều phải lịch sự, kín đáo. Trong đó, sự gợi cảm về trang phục được thể hiện bằng nhiều cách khác nhau. Về form dáng, bạn nên chọn mặc những trang phục có độ ôm cơ thể vừa đủ, tôn đường cong quyến rũ. Độ dài của trang phục cũng cần được lưu ý để không gây bất tiện trong lúc di chuyển hay ngồi. Cô gái nổi bật trên phố với váy thủng sexy, hình minh họa. Trong những năm gần đây, những cô gái mê phong cách gợi cảm thường xuyên lăng xê váy áo đan dây, xẻ tà hoặc cắt ao. Bạn cũng nên lựa chọn những thiết kế sử dụng các chi tiết này tinh tế, khéo léo để không bị nhận xét là vô duyên. Về chất liệu, bạn nên chọn chất liệu dày dặn. Có thể mặc những item xuyên thấu nhưng chọn nội y phù hợp hoặc chọn trang phục có điểm xuyên thấu hợp lý như ở phần tay áo, cổ hoặc vai áo. Bạn có thể mặc thêm áo khoác ngoài để che chắn cơ thể khi cần, hạn chế những khoảnh khắc kém duyên. Về màu sắc phần lớn là chi tiết thể hiện cá tính thời trang cho mỗi người. Nếu bạn yêu thích sự trẻ trung, nữ tính có thể chọn trang phục có họa tiết. Nếu bạn thích phong cách tối giản, thanh lịch có thể mặc trang phục đơn sắc. Về nội y là yếu tố cực kỳ quan trọng với những cô nàng mê phong cách gợi cảm. Tính đồng bộ của nội y với trang phục mặc ngoài giúp các bạn gái quyến rũ hơn. Phần lớn, nội y màu nude sẽ có độ tàng hình và tương thích cao với trang phục mặc ngoài. Với những trang phục cầu kỳ hơn, bạn có thể chọn nội y thiết kế riêng để có được phong cách chỉnh chu, đẹp mắt. Mặc quá gợi cảm, cô gái thu hút mọi ánh nhìn trên phố, hình minh họa.